tờ giấy khai sinh. Con của tôi được đứng họ cha, đã được thừa hưởng cái tài sản của cha ruột ở đây lại. Pháp luật không phân biệt đối xử giữa các con trong giá thú, con ngoài giá thú. Liên quan đến cái vấn đề thừa kế của cái người để lại di sản, con trong giá thú và con ngoài giá thú sẽ được hưởng một phần bằng nhau. Rồi, bây giờ coi như đây là coi như đi chứ, con ruột của ba con đi, có giấy khai sinh đàng hoàng đi. Nhưng mà cái chuyện mà phân chia tài sản á, thì con có di chúc ba con để lại. Ồ, di chúc đó. Rồi đó. Có di chúc rồi đó. Đó thế nào? Rồi giờ bây giờ muốn nói gì nữa không? Di chúc của anh tôi, ổng sẽ để lại toàn bộ tài sản của cải của ổng cho đứa con trai của ổng, đó là thằng Quang. Được rồi. Nói nghe nè. Chị xin lỗi. Con bé nó sao vậy đó nè? Nó bệnh nặng á, có gì á để tôi dẫn nó đi khám cho, để tội quá. Trời ơi, sao đâu chị? Di chúc thì di chúc chứ. Con của tôi chưa được 18 tuổi mà nó còn bệnh nặng nữa. Thì nó sẽ được pháp luật bảo vệ nó thôi. Ủa chị, tôi nói chị không hiểu hả? Tôi nói chị không hiểu hả? Còn anh nữa, anh nhắm là anh do tờ giấy này là đủ hả? Nè, thích xé nè. Đây là bản photo thôi, tôi cũng biết tính anh mà, không có dễ đâu. Tóm lại là không có gì trong nhà này hết á. Nè, mấy người đừng có chọc tụi tôi. Mấy người làm vậy đi, tụi tôi thối chí, tụi tôi rút lui. Không có đâu, tụi tôi sẽ theo cái vụ này cho tới 30 năm. Cái gì vậy? Bây giờ làm sao? Ê, con nhờ luật sư giải đáp. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, tôi là luật sư Trương Thị Hòa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa, vấn đề này thì nó liên quan đến một cái quy định của Bộ Luật Dân sự của chúng ta mà thường thì chúng ta gọi là thừa kế bắt buộc. Tức là có những người thừa kế không có lệ thuộc vào tờ di chúc. Nếu trong tờ di chúc không để cho họ hưởng thì họ cũng sẽ được hưởng nếu họ thưa. Và nếu trong tờ di chúc để cho họ hưởng mà hưởng quá ít thì họ cũng thưa. Nếu mà họ thưa thì họ sẽ được 2/3 cái suất thừa kế mà theo pháp luật đáng lẽ họ được hưởng. Vậy thì những người đó là có 4 loại người. Một người qua đời, nếu mà để di chúc là không có cho cha mẹ cái gì hết thì nếu cha mẹ còn sống là cha mẹ được hưởng theo luật, đó hạng thứ nhất mà. Cho nên cha mẹ đi thưa thì cha mẹ cũng sẽ được hưởng. Và một người mà qua đời thì vợ chồng còn sống sẽ được hưởng. Và một người qua đời nếu có con chưa thành niên thì con phải được hưởng. Và nếu một người qua đời mà con đã thành niên nhưng con lại mất năng lực hành vi dân sự, tức là bị tâm thần không có biết được hành vi của mình hay một cái thứ bệnh nào đó nhân dân. Như vậy trong trường hợp này, cái người con ngoài giá thú này chưa đủ 18 tuổi, cho nên là con dưới 18 tuổi thì sẽ được hưởng 2/3 như tôi vừa nói, dù có tờ di chúc. Và nói người con này bị bệnh thì xin thưa cái phần thiều đó thì nó dư. Nếu người con này mà đã đủ 18 tuổi thì vấn đề bệnh này là bệnh gì, không có năng lực hành vi dân sự hay gì, tòa án phải tuyên. Cho nên đây chỉ cần xem là không đủ 18 tuổi thì đã được rồi. Trong cái câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy rằng có người đã phát biểu rằng họ sẵn sàng là bỏ ra 30 năm để theo đuổi cái câu chuyện tranh chấp. Thì đây là vấn đề đặt ra là mà chúng ta vẫn thường nói thông thường, đó là thời hiệu thừa kế. Thì chúng ta biết rằng khi một người qua đời thì ngay lúc mà giây phút mà họ qua đời thì thời điểm đó gọi là thời điểm mở thừa kế. Và thời điểm mở thừa kế là thời điểm bắt đầu của cái thời hiệu thừa kế. Thì thời hiệu thừa kế nó có nhiều loại thời hiệu lắm. Ví dụ như là người ta thiếu nợ mình mà người ta qua đời thì mình có cái thời hiệu 3 năm để yêu cầu trả cái nợ mà những người thừa kế phải lo trả cho cái người đã chết để lại. Còn nếu mình muốn xác nhận mình có tư cách thừa kế hoặc mình bác bỏ tư cách thừa kế của người khác thì thời hiệu đó là 10 năm. Còn nếu là để tranh chấp thừa kế, chia di sản thừa kế thì nó chia ra hai loại là động sản và bất động sản. Nếu là động sản đó là 10 năm, còn nếu bất động sản nhà đất thì 30 năm. Cho nên cái ông đó ông nói rằng là bỏ ra 30 năm để thưa chứ. Thật ra thì nếu nói chính xác hơn là tôi sẵn sàng chờ 30 năm, chưa quá 30 năm tôi cũng thưa, thí dụ như vậy. Còn quá 30 năm thì là hết thời hiệu để thưa. Trong trường hợp nếu đã hết thời hiệu thì chúng ta thấy rằng là nếu một bên nêu hết thời hiệu mà tòa chấp nhận không còn thời hiệu, cái di sản mà của người chết để lại, người nào đang quản lý thì tài sản đó sẽ thuộc về người đó theo quy định của pháp luật. Và rất mong chúng ta rút ra được một số suy nghĩ, một số bài học làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, để chúng ta xử lý những công việc của gia đình một cách tốt hơn.